Khi nhắc đến Tây Nguyên, người ta thường chỉ biết có mỗi thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Nhưng thật ra Tây Nguyên còn có rất là nhiều thành phố khác nữa mà ít người biết đến hơn. Và một trong số chúng đó chính là thành phố Gia Nghĩa. Và cuộc hành trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ chạy qua khu vực hành chính với hàng loạt các tòa nhà thuộc cơ quan nhà nước. Sau đó qua khu vực thương mại dịch vụ với khu chợ lớn nhất của thành phố, chợ Gia Nghĩa. Tiếp tục chúng ta sẽ đi ra ngoài ngoại ô để đến với một lượt gồm 3 công trình đặc biệt là trung tâm văn hóa tỉnh Đắk Nông, nhà thờ giáo xứ Gia Nghĩa và tượng đài của ông Nơ Trang Long nằm trên một đồi cao cao, cho bạn có thể ngắm nhìn toàn vẹn thành phố này. Và tất nhiên Hữu cũng không quên khám phá thành phố này về đêm cũng như thưởng thức các món ăn ngon ở đây nha. Giờ mời các bạn cùng đi khám phá với mình thôi nào. Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một chút về vị trí của tỉnh Đắk Nông nói chung và thành phố Gia Nghĩa nói riêng nha. Đây là tỉnh Đắk Nông, phía đông và phía bắc giáp với tỉnh Đắk Lắk, phía tây giáp với tỉnh Bình Phước và Campuchia, phía nam và đông nam giáp với tỉnh Lâm Đồng. Toàn tỉnh đang nằm ở độ cao trung bình khoảng 600 cho đến 700 m so với mặt nước biển. Còn đây là thành phố Gia Nghĩa nằm lệch xuống phía nam của tỉnh. Giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu khám phá nào. Theo mình thì thành phố này được phân ra thành từng khu một bởi vì nó được chia cắt bởi các yếu tố tự nhiên như là núi đồi, sông suối, ao hồ, v.v. Như hai khu vực này là hai khu vực hành chính của tỉnh, còn khu vực này là khu trung tâm thương mại dịch vụ, còn đây là khu của cả ba công trình đặc biệt của thành phố. Theo lộ trình, cùng Hữu đi vào trung tâm hành chính này trước nha. Hiện Hữu đang ở trên con đường có tên là Nguyễn Tất Thành, là con đường cửa ngõ để vào trung tâm thành phố. Giờ thì ghé vào khu trung tâm hành chính thứ nhất nào. Khu này đang nằm bên trên con đường có tên là Lê Duẩn. Và ở đầu đường Lê Duẩn lúc này là một cái chợ trời nho nhỏ, bán đủ thứ trên đời hết các bạn. Ở đây người ta bán mỗi người chỉ có một nhúm gạo thôi. Tiến sâu vào luôn nào. Đó mọi người, hàng loạt cơ quan nhà nước đang hiện ra trước mắt của chúng ta. Bên dưới là trường tiểu học Nguyễn Bá Học. Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông. Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Đắk Nông. Thanh tra tỉnh. Sở Tư pháp. Nhìn trên cao thì trông mọi thứ khá là gọn gàng ha các bạn. Trung tâm dịch vụ. Ngân hàng chính sách xã hội. Trong năm 2021, Đắk Nông là tỉnh thành Việt Nam đông thứ 57 về dân số với 660.135 người, xếp thứ 47 về GRDP bình quân đầu người, đạt 59,6 triệu đồng, tương đương 2.600 USD. Theo mình, GRDP bình quân đầu người như vậy là khá thấp hay các bạn? Giờ tiếp tục đi qua khu hành chính thứ hai nào. Chúng ta đang quay lại con đường Nguyễn Tất Thành rồi đó các bạn. Cũng như khu đầu thì khu thứ hai này cũng là một nhánh của con đường Nguyễn Tất Thành. Dù dẫn vào khu hành chính với rất là nhiều cơ quan quan trọng mà không hiểu sao con đường này rất là nhỏ luôn mọi người. Không những nhỏ mà còn rất là xấu, khó đi nữa chứ. Nó các bạn, cơ quan hành chính nhà nước đang nằm ở phía trước màn hình và đang nằm trên một cái đồi cao. Ở phân khu hành chính thứ hai này, chúng ta đến với tòa nhà đầu tiên là Tòa án Nhân dân thành phố Gia Nghĩa. Tiếp tục đến với Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông. Phòng Giáo dục và Đào tạo. Trụ sở Khối Mặt trận Đoàn thể. Chi cục Thuế. Trung tâm Chính trị. Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Gia Nghĩa. Công an thành phố Gia Nghĩa. Chia tay với khu này, chúng ta sẽ chính thức bước vào trung tâm thành phố. Thành phố Gia Nghĩa là một thành phố khá là xanh, với rất là nhiều cây cối, ao hồ xung quanh. Có lẽ chính vì vậy mà bước vào trung tâm thành phố, các bạn cảm thấy rất là mát mẻ và trong lành. Hiện thì Hữu đang đi đến khu vực chợ Gia Nghĩa, khu vực chợ lớn nhất của thành phố. Đây là trung tâm của thành phố Gia Nghĩa. Mặc dù là khu trung tâm thương mại, nhưng phải nói là nó hơi khiêm tốn hay các bạn. Nói thật lòng, đây có lẽ là tỉnh lỵ khiêm tốn nhất mà mình đã từng đến luôn đó mọi người. Do có thể hạn chế trong việc phát triển,
mà nơi đây chi phí sinh hoạt phải nói là khá là rẻ. Phòng khách sạn của mình thuê ngay trung tâm đường lớn mà giá chỉ có 130 ngàn một đêm thôi. Nói chung thì phòng cũng khá ổn và sạch sẽ, có cả nước nóng luôn nha các bạn. Tới chợ luôn rồi, đây là ngôi nhà có mái màu đỏ đỏ, bự bự đó mọi người. Còn đây là mặt trước của nó. Trước khi bước vào bên trong chợ, cùng mình tham quan một vòng bên ngoài của khu chợ này nha. Ủa, cô trái đó trái vả đúng không cô? À, dạ. Đây là món ăn sáng của người dân nè. Ủa cô ơi, ra đây mình mua gì mình trồng hay là mình mua gì mình ăn luôn vậy cô? Mua gì trồng đó. À vậy hả? Ngộ nha, ở đây người ta bán gạo để đem đi trồng nữa chứ. Chứ không phải là ăn luôn đâu các bạn. À, thịt sống đâu này kia nè. Cá mắm rồi các bạn ha, ếch nhái anh ương gì ốc đồ các loại luôn, rất là đông luôn ha các bạn ha. Cá đồng được không à, đa phần là cá đồng ha, ít cá biển hơn tại vì vùng đất nông này nè đâu có gần biển đâu mọi người. Này đã mình đã bước qua bên một cái khu chợ khác đó, gọi là nông sản đó mọi người, còn cái chợ Giang Nghĩa thì nằm ở bên dưới kìa. Bây giờ mình sẽ vào bên trong chợ Gia Nghĩa chơi luôn nha các bạn, để xem không biết là ở trong chợ có những gì nữa. Lại là Hữu đây mọi người ơi. Hữu xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh của mình nha. Hữu không ngờ có một ngày Hữu lưu lạc tới tận thành phố Gia Nghĩa của tỉnh Đắk Nông này luôn đó mọi người. Và hiện tại thì Hữu đang đứng trước chợ Gia Nghĩa ha. Bây giờ mời các bạn bước vào bên trong để khám phá hết tất cả những gì có ở trong chợ. Và đây cũng là lần đầu tiên mình đến thành phố Gia Nghĩa, cho nên là đây cũng là lần đầu tiên mình đến chợ Gia Nghĩa luôn. À, không biết có gì bên trong chợ nữa thì thôi các bạn hãy cùng Hữu khám phá luôn nha. Rồi mình đang bước vào bên trong chợ đây. Hình ảnh chợ Nhà Lồng của chợ Gia Nghĩa ha các bạn. Ai nói miền Tây mới bắt đồ bộ đâu, ở đây mình thấy có đồ bộ rồi nè. Rồi ở trong đây là các kiosk ha, mà phần lớn là đóng cửa mọi người. Wow, bạn coi cái dàn giáo ở trên nè, khủng bố luôn. Đó. Chủ yếu là quần áo thôi các bạn, còn mấy cái mặt hàng tươi sống thì người ta bán ở ngoài hết rồi. Theo mình thấy thì cũng giống tương tự như các chợ truyền thống khác mà mình đã đi qua. Thì những cái chợ truyền thống bây giờ nói chung là kinh doanh nó sẽ không được tốt như ngày xưa ha. Chủ yếu là bây giờ người ta kinh doanh online hết mọi người. Cho nên là rất là khó khăn cho các tiểu thương ở bên trong chợ luôn. Mình đang bước vào khu vực của quần áo, giày dép đồ này kia nè. Đó, mọi người quá trời luôn rồi, cho các bạn tha hồ lựa luôn á. Bây giờ đi đâu ta, không hết hết đường đi rồi. Đây sau quần áo là tới giày dép ha. Ở trong đây chủ yếu là các mặt hàng khô á các bạn, và thao chậu đồ này kia đó nè, ba lô túi xách đồ. Trong đây không có gì ngoài quần áo và giày dép hết các bạn. Ủa cô làm gì đó cô? Cô tách hạt điều hả? Hạt đào đúng không? Hạt điều. Ủa cái này mình tách cho nhà hay là mình tách thuê hay là sao cô? Tách về mình ăn á. Bây giờ đi cứ đi một vòng như vậy nha. Dạ. Xong rồi thấy cái chị nào mà đẹp hay cái em nào đẹp là bắt đầu mình dừng lại mình làm. Rồi vậy là con dừng đúng chỗ luôn rồi. Tại con thấy cô đẹp cho nên con. Mình đi vòng vòng mới đi có một góc là đều dễ sợ luôn. Đó, con đi hết, con đi từ đầu kia con đi. Mình đi có một góc mà tự nhiên thấy cô đẹp quá đừng lại thằng điều nữa gì đó. Thằng đều quá chứ. Đó, chị đem. Sao sao đó chị thương nữa. Không có sao nè. Rồi con chào cô nha. Đẹp trai vậy đi làm được. Dạ con cảm ơn cô. Hình như là tới cái cửa bên kia của chợ luôn đó các bạn ơi. Đúng rồi ha. Như vậy là chúng ta đã đi hết chợ rồi đó. Chợ ngoài quần áo giày dép ra thì mình không thấy bán đồ ăn đồ uống gì nhiều các bạn. Và đặc sản cũng không thấy ha, bánh trái cũng không thấy nữa. Hình như là bánh trái đồ này kia nằm ở bên ngoài hết rồi mọi người.
Chia tay với chợ Gia Nghĩa, chúng ta hãy cùng nhau chạy ra ngoài ngoại ô của thành phố để đến với một lượt gồm 3 công trình đặc biệt, đó là Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Nông, Nhà thờ Giáo sứ Gia Nghĩa và Tượng đài Anh hùng Nơ Chăn Long. Mà trước khi đi đến đó, chắc có lẽ chúng ta nên đi hết con đường 23 tháng 3 này nha các bạn. Đây là cầu Đắk Nông, đang bắc qua con suối có cùng tên là suối Đắk Nông. Bên trái của mình lúc này là đập thủy điện. Đắk Nông được thành lập vào năm 2004 trên cơ sở tách một phần diện tích và dân số của tỉnh Đắk Lắk, nên tỉnh này vừa mới tròn 20 tuổi thôi. Tỉnh này có nhiều lợi thế, tiềm năng để phát triển du lịch, nhất là tiềm năng và di sản văn hóa. Trên địa bàn tỉnh có 41 dân tộc anh em cùng sinh sống, tạo nên sự đa dạng phong phú về màu sắc văn hóa của mảnh đất Nam Tây Nguyên này. LP Bank, ngân hàng lạ quá mình nghe lần đầu luôn. Tòa nhà Vinaphone, ngân hàng BIDV, tòa nhà Agribank và còn rất là nhiều công trình khác nữa cũng khá là to có mặt trên con đường này. Cục thuế tỉnh Đắk Nông. Thành phố Gia Nghĩa có diện tích là 284,11 km², dân số năm 2019 là 63.046 người và được lên thành phố chỉ cách chúng ta khoảng 4 năm thôi, tức là vào năm 2019. Đây cũng chính là thị xã tỉnh lỵ cuối cùng của Việt Nam được nâng cấp lên thành phố thuộc tỉnh. Ở đây có một công trình khá đặc biệt, đang nằm trên một quả đồi. Nó là công trình gì nhỉ? Kiến trúc cũng khá là đặc biệt. Tường thì màu vàng, mái màu xanh lá cây. À thì ra là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Cuối đường luôn rồi đó mọi người. Giờ chúng ta sẽ chính thức khám phá ba công trình đặc biệt như mình có nói luôn nha. Cả ba công trình này đều đang nằm trên một khung hình, chưa thấy rõ đúng không các bạn? Để mình chạy lại gần hơn để quay chi tiết hơn cho các bạn xem luôn nha. Lại là công trình gì đây mọi người, hình dáng rất là đặc biệt luôn, hình tròn. Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau thăm công trình với những mái nhà được xếp chồng lên nhau là trung tâm văn hóa của tỉnh. Tòa nhà này sao giống kiến trúc của Cam và Thái quá các bạn, nhất là phần mái. Đi tiếp luôn nào. Còn đây là tòa giáo sứ Gia Nghĩa. Hai bên còn có hai hàng thông nữa, giống Đà Lạt dữ ta. Tiếp luôn nè là khu vực của tượng đài Nơ Chăn Long trên một quả đồi. Ở đây là các bạn đã thấy được đầu của pho tượng. Còn đây là toàn cảnh của thành phố Gia Nghĩa. Lên tiếp luôn. À, các bạn ơi, tới chỗ này là coi như chúng ta hết chạy xe được rồi ha. Và bây giờ chúng ta phải leo từng bậc thang để lên tới tượng của ông Nơ Chăn Long ha. Ở trước mặt của Hữu lúc này có khoảng hơn 100 bậc thang đó mọi người. Thì coi như đây là thử thách của một buổi sáng ở thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ha. Rồi bây giờ các bạn hãy cùng leo núi với Hữu nha. Rồi, chúng ta đã thấy được gần như toàn vẹn cái pho tượng rồi mọi người. Và đây là những cái bước chân đầu tiên ở trên đỉnh của cái đồi này ha. Này các bạn, rất là to lớn luôn. Ông Nơ Chăn Long thì sinh vào năm 1870 ha. Và mất vào năm 1985 nha các bạn. Khi đi đến thành phố Gia Nghĩa này thì mình mới biết được là ông Nơ Chăn Long có quê ở Đắk Nông đó các bạn. Cụ thể ông Nơ Chăn Long là tộc trưởng của dân tộc Mờ Nông, nổi dậy kháng chiến chống Pháp ở Nam Tây Nguyên, giáp ranh với Campuchia trong suốt 24 năm ở thế kỷ thứ 20, từ năm 1911 cho đến năm 1935. Ở trên á, là tượng của ông Nơ Chăn Long nè, còn ở dưới á, là có rất là nhiều phù điêu ha, thể hiện cái quá trình mà đấu tranh của nhân dân ta ha các bạn. Đó. Ở trên này á, mọi người gió thổi lồng lộng và với cái không khí mát mẻ của thành phố Gia Nghĩa các bạn, rất là thích luôn mọi người. Và ở đây á, các bạn có thể là ngắm nhìn bao quát toàn cảnh của thành phố nè, rồi những cái vùng lân cận của thành phố Gia Nghĩa nữa ha. Bây giờ Hữu sẽ tiến sát lại cái khu vực mà rìa của cái đồi này nè để quay lại toàn cảnh thành phố cho các bạn xem luôn nha. Rồi đi với mình. Đây các bạn ơi, đây là toàn cảnh view thành phố Gia Nghĩa đây các bạn, đang ôm trọn vào tầm mắt của mình ha. Phải nói là rất đẹp luôn mọi người. Ở bên dưới là hồ nè, rồi những cái công trình mà rất đặc biệt của thành phố, ví dụ như nhà thờ mà chúng ta vừa đi qua nè. Đó, những cái công trình mà quan trọng của thành phố đều nằm ở đây hết. Ở pho tượng của anh hùng Nơ Chăn Long cũng khép lại một buổi sáng khám phá thành phố. Giờ các bạn cùng tiếp tục khám phá thành phố này vào buổi tối nha.
Trước mắt màn hình của các bạn lúc này là con đường 23 tháng 3 về đêm. Bên dưới có một tòa nhà gì mà thắp đèn như phát sáng lên vậy đó các bạn. Thời tiết ngày một lạnh hơn rồi, có lẽ vì vậy mà đường phố lúc này rất là vắng. Cầu Đắk Nông về đêm. Về đêm đã được chiếu sáng lên cũng khá là lung linh. Để tiếp tục đi tiếp thì Hữu mời mọi người ghé qua thưởng thức một món ăn mà mình chưa bao giờ được ăn, có tên là món bún đỏ nha mọi người. Rồi các bạn ơi, đây là cái quán bún của mình nè. Và rất là đặc biệt luôn, mình thấy để là bún đỏ thì không biết bún đỏ là bún gì luôn á. Đây là lần đầu tiên mình nghe đến cái tên này và cũng có lẽ là mình lần đầu tiên mình thử luôn á. Để mình thử luôn nha. Đây bún đỏ nha các bạn. Ủa chị ơi, bún đỏ là bún gì vậy chị? À, mà bún đỏ nó có cái gì quan trọng vậy? Ăn giò riêu đầy đủ á, không có nè. Rồi vậy thôi, làm cho em tô bún đỏ đi ha, ăn thử không biết sao. Giò đầy đủ không? Dạ. À, lấy xương thịt đó. Xương thịt không? Nè, cậu bún đỏ nó bự vậy ha. Dạ. Xương này không? Dạ, được được. Nước chung với bún riêu luôn hay sao chị? Ờ, nước chung bún riêu luôn. À, chỉ có cắt sợi thôi ha. Ờ, sợi sợi bún thôi. Đây các bạn ơi, đây là tô bún đỏ của mình đây ha. À, chị nói là cái nước là nước bún riêu nhưng mà chỉ có khác cái sợi thôi mà gọi là bún đỏ, mình cũng không biết tại sao gọi là bún đỏ nữa. Nó có màu đỏ hả các bạn? Gao nè, gao có ngò được nữa, rất là lạ luôn á. Ở bún riêu dưới mình nó không có bỏ ngò đâu. À, và có một miếng đậu hũ nè, một miếng xương heo ha, nó rất là bự luôn. Rồi riêu nè đó. Rồi có cả trứng cút nữa chứ đó các bạn. À, trứng cút nhìn hấp dẫn quá. Trời rất là lạnh luôn mọi người, chắc hiện tại rơi vào khoảng mười mấy 20 độ á ha, cái không khí gan Đà Lạt vậy đó. Rồi bây giờ mình sẽ ăn nha các bạn. Nói gan bún riêu gì đó nhưng mà rất là thơm mùi cua luôn mọi người. Chị chủ quán bảo á, bún đỏ nó chỉ có khác bún riêu á, ở chỗ cái sợi thôi. Cái sợi nó rất là to luôn, nó giống như bánh canh vậy các bạn ha. Ngoài ra thì không có khác gì hết. Rồi mấy cái món khác thì nó cũng giống như ở dưới mình thôi bạn. Chị chỉ có cục chả này là mình nghĩ là sẽ khác ha. Bây giờ mình sẽ ăn thử cục chả này nha. Giống như là thịt bằm vậy mọi người, cũng ngon lắm. Có thêm cái trứng cút nữa nè. Thấy không? Bún riêu mà có trứng cút nữa mới lạ chứ. Rồi bây giờ mời các bạn cùng ăn với mình nha. Còn bây giờ là miếng thịt nè, siêu to khổng lồ. Cũng ngon lắm các bạn. Trời đang lạnh lạnh á, mà đường có bún nóng như vậy ăn rất là đã luôn. Rồi ấm cái lòng rồi đó, giờ tiếp tục trên đường 23 tháng 3 nào. Đây cũng chính là thước phim cuối cùng của thành phố Gia Nghĩa trong tập phim của chúng ta ngày hôm nay. Mình xin nói thật lòng về những cảm nhận của mình về thành phố Gia Nghĩa này. Nếu có làm cho mọi người phật lòng, nhất là người dân ở tỉnh Đắk Nông, thì các bạn bỏ qua cho mình nha. Thì mình thấy có lẽ thành phố Gia Nghĩa là thành phố tỉnh lỵ ít phát triển nhất trong số hơn 40 thành phố tỉnh lỵ mà mình đã đi qua. Rất hiếm các công trình có thể giữ chân du khách lại và cuộc sống về đêm khá là tẻ nhạt luôn mọi người. Bù lại thì không khí ở đây khá là thích, nó se se lạnh và rất là trong lành. Còn mọi người cảm nhận như thế nào về thành phố này? Hãy cho Hữu và mọi người cùng biết luôn nha. Và đừng quên ủng hộ mình bằng cách like, share và đăng ký kênh này của mình. Lời kết, xin chào và hẹn gặp lại.